sẽ làm là mực chiên nước mắm. Đây là mực sữa, quà tiêu, bột ngọt, đường, tỏi. Và bên đây là ớt mình đã băm nhuyễn sẵn, tương ớt, nước mắm. Và bên đây là cà chua, cải. Giờ cái phần mực này mình sẽ đem đi rửa và mình sẽ bỏ cái phần túi mật. Và giờ cái phần mực này thì mình đã rửa sạch và mình đã lấy cái túi mật đen trong đây rồi. Mình lấy như vậy khi mà mình luộc lên nó sẽ không có bị đen. Giờ mình sẽ đi luộc cái phần mực này. Bây giờ thì mình đã bắt một nồi nước lên và mình sẽ để gừng vô đây. Và một ít đường, muối cũng một ít luôn. Giờ mình sẽ nấu nước cho sôi lên rồi mình sẽ bỏ mực vô. Phần nước của mình thì giờ nó đã sôi rồi, giờ mình sẽ để mực vô. Mực của mình là luộc như gì được rồi. Bây giờ mình sẽ đem ra thao nước đá lạnh. Bây giờ mình đã để mực vô nước đá lạnh rồi. Bây giờ mình sẽ đi bầm tỏi nhuyễn ra để mình làm cái nước sốt. Bây giờ cái phần tỏi thì mình cũng đã bầm nhuyễn ra rồi. Giờ mình sẽ đi làm cái phần nước sốt. Cái gia vị là đường, bột ngọt và tiêu mình sẽ để hết vô đây luôn. Và cái này là 2 kg mực thì mình sẽ sử dụng là 5 muỗng nước mắm này. Tại vì mực nó đã mặn sẵn rồi. Đây là ớt bằm. Ớt bằm mình cũng bỏ vô đây luôn. Và tương ớt. Tương ớt mình để vô để cho nó có cái màu đẹp. Và một ít nước lọc. Giờ mình sẽ nắm đều cái phần nước sốt này ra. Nếu mà mình ăn cay không được thì mình không cần bỏ ớt vô.
nước sốt rất là ngon luôn, màu sắc cũng rất là đẹp luôn. Và mình sẽ để vô đây một ít tỏi. Bây giờ mình sẽ bắt nồi lên để mình đi chiên mực. Nồi đã nóng thì mình sẽ để dầu ăn vô. Mình chiên mực này thì mình sử dụng dầu ăn hơi nhiều một chút. Bây giờ dầu ăn đã sôi thì mình sẽ để mực vô. Và mình chiên đến khi nào cái phần mực này nó vàng. Qua cái phần mực này thì mình đã chiên rồi, rất là giòn luôn. 2 ký mà mình chiên lại nó chỉ còn lại bao nhiêu đây thôi, rất là ít. Thì thường mình ra quán mình ăn á, nó bán mực như gì nè, có mấy con mà rất là mắc, mình cũng không hiểu sao mà nó mắc. Bây giờ mới hiểu là chiên nó rút lại rất là ít luôn. Giờ mình sẽ đi rưới cái phần nước sốt này. Cái này thì mình nêm nó cũng đã vừa ăn rồi, mình chỉ rưới hơi lên thôi. Mình sẽ rưới đều cái phần mực này, rất là ngon luôn. Giờ mình sẽ lấy đũa mình trộn đều lên. Và rất là thơm luôn. Mình chiên rất là giòn luôn. Giờ mình để khoảng 5 phút để cho cái phần nước sốt này nó thấm như con mực. Ăn rất là vừa ăn luôn á. Sẽ đem đi trang trí. Bây giờ cái phần mực của mình thì mình đã trang trí ra dĩa. Mực này mình có thể ăn kèm với dưa leo, cà chua và cải. Mình chấm với tương ớt, rất là ngon luôn, màu sắc cũng rất là đẹp luôn.